kính chào và cảm ơn quý vị các bạn đến với một điểm tin hàng tuần số thứ 28 năm 2021 của báo Tây Ninh Online. Chương trình gồm những tin chính như sau. Ông Phạm Hùng Thái được phê chuẩn giữ chức vụ trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh. Nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng. Kết quả xét tặng giải thưởng văn học nghệ thuật Xuân Hồng lần thứ 3 năm 2021. Bộ Công an Hội nghị giao ban trực tuyến về công tác phòng chống dịch Covid-19. Tây Ninh áp dụng chỉ thị 16 của chính phủ trên toàn tỉnh để phòng chống dịch Covid-19. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh phân chia cấp độ dịch bệnh để chống dịch hiệu quả. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm giãn cách xã hội. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo bố trí luân phiên 50% cán bộ công chức làm việc tại nhà, một số cơ sở khám bệnh chữa bệnh tư nhân tạm dừng hoạt động kể từ ngày 18 tháng 7 năm 2021. Tập đoàn Sun Group tặng hơn 15.000 bộ kit xét nghiệm Covid-19 cho ngành y tế Tây Ninh. Tây Ninh chia sẻ yêu thương, chung tay phòng chống dịch cùng thành phố Hồ Chí Minh. Kết nạp đảng viên mới tại chốt phòng chống dịch Covid-19. Chiều ngày 21 tháng 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức lễ công bố và trao nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu trưởng đoàn, phó trưởng đoàn và trao quyết định của Đảng đoàn Quốc hội về việc thành lập tổ đảng và chỉ định tổ trưởng tổ đảng của Hội đồng dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh thành phố. Theo đó, ông Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy được phê chuẩn giữ chức vụ trưởng đoàn và được chỉ định là tổ trưởng tổ đảng của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh Bà Hoàng Thị Thanh Thúy, Bí thư tỉnh đoàn, được phê chuẩn giữ chức vụ Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh, hoạt động chuyên trách. Trước đó, trong phiên họp ngày 20 tháng 7, Quốc hội đã bầu Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và 13 ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội. Ông Vương Đình Huệ tái đắc cử chức danh Chủ tịch Quốc hội. Sáng ngày 20 tháng 7, Phó Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng đến dự và trao huy hiệu 70 năm tuổi đảng cho ông Nguyễn Văn Chánh, nguyên Phó Bí thư huyện ủy, nguyên Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Châu Thành tại nhà riêng ấp Tam Hạp, xã Thái Bình, huyện Châu Thành. Ông Nguyễn Văn Chánh, sinh năm 1933, quê quán phường Thạnh Hòa, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, được kết nạp vào đảng ngày 1 tháng 5 năm 1952, hiện sinh hoạt đảng tại chi bộ ấp Tam Hạp, đảng bộ xã Thái Bình. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Đức Trong vừa ký ban hành quyết định công nhận kết quả xét tặng Giải thưởng Văn học nghệ thuật Xuân Hồng tỉnh Tây Ninh lần thứ 3 năm 2021, gồm 11 tác phẩm, 11 nhóm tác phẩm, 10 tập tác phẩm thuộc 5 loại hình của 32 tác giả. Giải thưởng Văn học nghệ thuật Xuân Hồng được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2013, tổ chức trao giải vào ngày 17 tháng 1 năm 2013. Giải thưởng này mang tên Người con của quê hương Tây Ninh, nguyên phó tổng thư ký hội nhạc sĩ Việt Nam, tổng thư ký hội nhạc sĩ thành phố Hồ Chí Minh. Nhạc sĩ Xuân Hồng nổi tiếng với những nhạc phẩm như bài ca May Áo, Xuân Chiến Khu, Tiếng Chày Trên Sáp Bom Bo, Mùa Xuân Trên Thành Phố Hồ Chí Minh, Mùa Xuân Bên Cửa Sổ. Trong suốt cuộc đời sáng tác của mình, ông được trao tặng nhiều giải thưởng, trong đó có giải thưởng Nguyễn Đình Chiểu, của Hội Văn nghệ Giải phóng miền Nam Việt Nam năm 1965, Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật đợt 2 năm 2000. Do diễn biến dịch bệnh COVID-19 phức tạp, Ban tổ chức Giải thưởng Xuân Hồng tỉnh Tây Ninh lần thứ 3 năm 2021 quyết định không tổ chức lễ trao giải, thay vào đó sẽ chuyển giấy chứng nhận bằng khen qua đường bưu điện cho các tác giả đạt giải. Ngày 18 tháng 7, Bộ Công an tổ chức giao ban trực tuyến với Công an 19 tỉnh thành phố phía Nam và các đơn vị có liên quan về một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Bộ Công an chủ trì hội nghị. Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay đang diễn biến hết sức phức tạp, có nguy cơ lây nhiễm rộng trong cộng đồng. Do đó, công an các đơn vị địa phương, đặc biệt là công an các tỉnh, thành phố phía Nam, nâng cao nhận thức về tình hình dịch bệnh, phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, chủ động hơn nữa trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, trong thời điểm cam go này, lực lượng công an nhân dân cần tiếp tục thể hiện vai trò lực lượng tuyến đầu, góp phần cùng với lực lượng y tế, quân đội, các cấp, các ngành, chặn đứng đợt bùng phát dịch bệnh lần này. chiều ngày 17 tháng 7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh tổ chức cuộc họp trực tuyến với Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh các huyện, thị xã, thành phố nhằm đánh giá tình hình dịch bệnh ở các địa phương trong thời gian thực hiện giãn cách theo chỉ thị số 15 và chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời đề ra các biện pháp cấp bách phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Thành Tâm đánh giá chu kỳ lây nhiễm của dịch COVID-19 hiện rất nhanh. Nếu phản ứng chậm, rất khó kiểm soát, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh các huyện thị xã thành phố phải tập trung phòng chống dịch một cách quyết liệt. Các địa phương phải tận dụng thời gian vàng để dập dịch, phải chuẩn bị các phương án chăm lo cho đời sống của người dân trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc nhấn mạnh: để kịp thời khoanh vùng dập dịch, khống chế sự lây lan dịch bệnh trên diện rộng, bảo vệ sức khỏe tính mạng của nhân dân. Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định nâng mức độ phòng chống dịch bệnh lên cao hơn với biện pháp áp dụng chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn toàn tỉnh từ 0 giờ ngày 18 tháng 7 năm 2021. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành địa phương tiếp tục tăng cường phối hợp triển khai thực hiện chỉ thị 16, đồng thời kêu gọi người dân đồng lòng tin tưởng chính quyền các cấp chung tay đẩy lùi dịch bệnh, đưa cuộc sống trở lại bình thường. Sáng ngày 19 tháng 7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh các huyện, thị xã, thành phố nhằm tháo gỡ khó khăn của các địa phương trong việc triển khai chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Thành Tâm yêu cầu các địa phương quán triệt việc thực hiện chỉ thị số 16 đến các cấp ủy cơ sở kiểm soát chặt chẽ, không để dịch bệnh lan rộng trong cộng đồng, không để ngoài chặt trong lỏng, Địa phương cần có những cơ chế riêng để các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tốt hơn, tiếp tục tăng cường cung cấp các mặt hàng thiết yếu cho các khu vực phong tỏa người yếu thế. Trong thời gian thực hiện chỉ thị 16, các địa phương tập trung dập dịch, xét nghiệm tầm soát diện rộng, tách các F0 ra khỏi cộng đồng. Các cơ quan bảo đảm an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ, thực hiện nghiêm biện pháp bảo hộ. Đối với hoạt động sản xuất, các khu công nghiệp phải thực hiện nghiêm ngặt 5K, không để xảy ra rủi ro lây nhiễm trong khu công nghiệp. Doanh nghiệp nào đang tạm ngưng hoạt động, tiếp tục củng cố các điều kiện phòng chống dịch để sớm quay lại sản xuất. Toàn tỉnh dùng mọi nguồn lực để phòng chống dịch trong nội địa, yêu cầu các lực lượng biên phòng duy trì kiểm soát chặt chẽ đường biên giới. Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Thanh Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch đánh giá cao tinh thần triển khai thực hiện tốt chỉ thị 16 của các địa phương. Để đẩy mạnh tiến độ chống dịch trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, trong thời gian tới, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh và các tiểu bang sẽ kiện toàn nhân lực, bổ sung các thành viên ở một số ngành chức năng để có những biện pháp phòng chống dịch chuyên sâu. Yêu cầu Ban chỉ đạo các cấp quán triệt nhiệm vụ cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch với phương châm, chủ động, linh hoạt, bốn tại chỗ. Huy động toàn bộ nguồn lực, hệ thống chính trị thực hiện tốt chỉ thị 16. Thời gian tới, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh sẽ phân loại các khu vực có nguy cơ dịch bệnh theo các cấp độ tùy theo tình hình dịch bệnh của các địa phương để kiểm soát. Trong đó có hai địa phương được xác định nguy cơ dịch bệnh rất cao là huyện Dương Minh Châu và thị xã Trảng Bàng, yêu cầu giám sát chặt chẽ việc đi lại của người dân ở hai địa phương này. Tiếp tục duy trì các trạm kiểm soát ra vào tỉnh, tăng cường kiểm soát phương tiện vận chuyển hàng hóa ngoài tỉnh vào Tây Ninh trong quá trình triển khai chỉ thị 16, các địa phương gặp khó khăn phải báo ngay cho ban chỉ đạo tỉnh để có phương án tháo gỡ. Đoàn thanh niên tiếp tục vận động thanh niên tình nguyện, tập huấn lấy mẫu xét nghiệm và hỗ trợ các chốt kiểm soát dịch trong tỉnh. Các địa phương triển khai bếp ăn cung cấp suất ăn cho lực lượng tuyến đầu chống dịch. Ngày 22 tháng 7, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của tỉnh, chủ trì cuộc họp trực tuyến với ban chỉ đạo các địa phương. Để đảm bảo thực hiện nghiêm chỉ thị 16 trên CTTTG, nhất là khống chế có hiệu quả sự lây lan dịch bệnh trên diện rộng, bảo vệ an toàn sức khỏe tính mạng người dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của tỉnh yêu cầu ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh các huyện, thị xã, thành phố và các cấp các ngành tiếp tục tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra thực hiện chặt chẽ nghiêm giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ thị số 16, nhất là kiểm soát chặt chẽ yêu cầu người dân ở tại nhà, tiến hành xử phạt hành chính các hành vi ra khỏi nhà không có lý do chính đáng, không thuộc trường hợp khẩn cấp như khám bệnh, cấp cứu, mua thuốc, mua lương thực thực phẩm. Ngoài các chốt cố định, cần tăng cường tuần tra lưu động để kiểm tra giám sát người dân. Quá trình kiểm tra xử lý vi phạm cần linh hoạt, xem xét cụ thể từng trường hợp, có lý có tình với tinh thần thái độ chuẩn mực, tránh gây bức xúc tạo dư luận không tốt. Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện Dương Minh Châu hiện vẫn là tâm dịch của tỉnh, cần tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp chống dịch thắt chặt, nâng cao hơn tinh thần chỉ thị 16 theo các văn bản chỉ đạo của tỉnh người dân cư ngụ trên địa bàn huyện không di chuyển đến các địa phương khác và người dân từ các địa phương khác không đến huyện dương minh châu trừ lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch hoạt động vận chuyển hàng hóa thiết yếu phương tiện vận chuyển được cấp thẻ nhận diện thẻ xanh nhưng phải mặc đồ bảo hộ các tổ chức cá nhân làm công tác từ thiện không trực tiếp vào huyện mà phối hợp với các ngành chức năng của huyện dương minh châu tổ chức tiếp nhận hàng hỗ trợ các chốt kiểm soát huyện có trách nhiệm phân phát hàng hỗ trợ kịp thời đúng đối tượng Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể huy động nguồn lực của địa phương, nhất là từ lực lượng đoàn viên thanh niên, giáo viên để hình thành các tổ truy vết, lấy mẫu, xét nghiệm trên tinh thần bốn tại chỗ. Mỗi địa phương tổ chức ít nhất 10 tổ, mỗi tổ ít nhất từ 5 đến 10 người. Tổ chức tập huấn kỹ, nắm chắc kỹ thuật lấy mẫu để sẵn sàng huy động làm nhiệm vụ bất cứ lúc nào khi cần thiết. Với tinh thần, huyện đảm bảo năng lực tự có của huyện, chỉ khi không thể huy động được thêm nguồn lực, vượt quá khả năng của địa phương thì báo cáo đề xuất tỉnh điều phối lực lượng hỗ trợ. Giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, địa phương triển khai nhanh xây dựng các bệnh viện giải chiến, điều trị bệnh nhân COVID-19, theo kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua. Căn cứ vào hệ thống bệnh viện điều trị tăng thêm, bệnh viện giải chiến, hình thành ngay bộ máy quản lý, vận hành, nơi nào thiếu chủ động trao đổi với hệ thống bệnh viện tư, đề nghị hỗ trợ nhân lực, hoặc tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo Trung ương tăng viện hỗ trợ nhân lực. Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai nhanh việc tiêm chủng vaccine vừa được phân bổ theo thứ tự ưu tiên, bảo đảm chặt chẽ, an toàn, tuyên truyền vận động mời gọi đội ngũ bác sĩ, y sĩ đã nghỉ hưu còn sức khỏe, tình nguyện tham gia hỗ trợ công tác điều trị phòng chống dịch COVID-19 chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh các lực lượng chức năng các huyện thị xã biên giới tăng cường kiểm soát chặt chẽ biên giới không để thẩm thấu dịch bệnh từ bên ngoài vào nhất là không để xảy ra nhập cảnh trái phép không bị phát hiện xử lý cũng như đẩy mạnh phòng chống buôn lậu tội phạm trên tuyến biên giới công an tỉnh tập trung chỉ đạo bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn và tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm Ngày 18 tháng 7, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản chỉ đạo về việc sắp xếp bố trí thời gian làm việc để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 an toàn trong cơ quan, đơn vị, bảo vệ sức khỏe cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phục vụ công tác được liên tục. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch phòng chống hiệu quả phù hợp để mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, sắp xếp bố trí luân phiên 50% cán bộ, công chức làm việc tại nhà. Trường ngành y tế, lực lượng vũ trang và các đơn vị đảm bảo các hoạt động thiết yếu. Ông Nguyễn Canh Ngọc nhấn mạnh, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải gương mẫu và vận động người thân, gia đình thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh cụ thể tại công văn số 2375 ngày 17 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh. Chiều ngày 18 tháng 7, Sở Y tế có công văn khẩn gửi Ủy ban Nhân dân, Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị thuộc ngành y tế về việc tạm dừng hoạt động đối với một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân kể từ ngày 18 tháng 7 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới. Theo Sở Y tế, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đang ở mức nguy cơ rất cao, đã xuất hiện nhiều ổ dịch không rõ nguồn lây, có khả năng lan rộng trong cộng đồng. Nhằm đảm bảo an toàn cho người bệnh, Nhân viên y tế và cộng đồng tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh tư nhân, Sở Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố khẩn trương chỉ đạo thực hiện việc tạm dừng các hoạt động khám bệnh chữa bệnh tại một số cơ sở y tế tư nhân bao gồm các phòng khám chuyên khoa, các cơ sở y học cổ truyền, các cơ sở dịch vụ y tế trừ bệnh viện đa khoa tư nhân và phòng khám đa khoa tư nhân. Trong thời gian tạm đóng cửa, các cơ sở y tế tư nhân này phải treo bảng thông báo nghỉ và số điện thoại để có thể tư vấn người bệnh qua điện thoại và hướng dẫn người bệnh đến cơ sở y tế nhà nước gần nhất để được khám bệnh, chữa bệnh. Các bệnh viện đa khoa tư nhân Hồng Hưng, Lê Ngọc Tùng, Xuyên Á, các phòng khám đa khoa tư nhân được phép tiếp tục hoạt động và thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K. Các cơ sở kinh doanh dược bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc được phép tiếp tục hoạt động nếu thực hiện nghiêm túc nguyên tắc 5K của Bộ Y tế, trong đó lưu ý việc thực hiện khai báo y tế cho tất cả người đến mua thuốc, trường hợp phát hiện có sốt, ho, đau họng, khó thở phải liên hệ với trạm y tế gần nhất để được xử lý kịp thời. Sở Y tế cũng đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ trì chỉ đạo ngành y tế, công an và các ngành khác có liên quan tiếp tục tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện hoạt động của các cơ sở y dược tư nhân và xử lý theo quy định. Chiều ngày 19 tháng 7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Tây Ninh tiếp nhận 15.000 bộ kit test xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 do tập đoàn Sinrup trao tặng phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Ông Trịnh Văn Hà, Phó Tổng giám đốc SinGroup Tây Ninh cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tập đoàn SinGroup mong muốn đồng hành cùng tỉnh Tây Ninh ra sức phòng chống dịch bệnh. Ông Hà cho biết thêm, bộ kit test xét nghiệm Covid-19 của hãng Abbott Lab Mỹ được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, có độ nhạy và độ đặc hiệu theo tiêu chuẩn của tổ chức Y tế Thế giới, WHO cho phép xét nghiệm và nhận kết quả gần như tức thời ngay tại điểm chăm sóc y tế và các chốt kiểm tra sức khỏe. Sắp tới, Sơn Rúp sẽ tiếp tục đồng hành với tỉnh hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 bằng các thiết bị y tế hiện đại khác. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh vừa chuyển hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh 30 tấn gạo, 100 thùng chuối 1,3 tấn, 6.000 trứng gà, 500 kg rau củ quả. Trước đó, trong chuyến hàng đầu tiên, Tây Ninh cũng đã chuyển cho thành phố Hồ Chí Minh 30 tấn gạo và 10 tấn đường cát. Số hàng hóa trên trị giá hơn 1 tỷ đồng do Chùa Núi Bà Tây Ninh và các doanh nghiệp trong tỉnh thông qua mặt trận tổ quốc, các sở ngành tỉnh đã hỗ trợ người dân thành phố Hồ Chí Minh vượt qua khó khăn trước mắt. Với mong muốn góp phần chung tay đồng hành cùng thành phố Hồ Chí Minh trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, Thường trực tỉnh ủy đã có chủ trương hỗ trợ 1 tỷ đồng giúp thành phố Hồ Chí Minh có thêm nguồn lực phòng chống dịch bệnh. Sáng ngày 17 tháng 7, tại chốt phòng chống dịch COVID-19 số 16, đồn biên phòng Chàng Riệt, huyện Tân Biên, Chi bộ Đại đội 1, Tiểu đoàn 14, Trung đoàn 174, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới. Đứng trước lá cờ tổ quốc, cờ đảng và chân dung chủ tịch Hồ Chí Minh, Chiến sĩ Trần Nhật Duy, sinh năm 1995, vinh dự nhận quyết định kết nạp đảng viên của Đảng ủy quân sự tỉnh và giống dạc tuyên thệ. Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của đảng, chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị, điều lệ đảng, nghị quyết, chỉ thị của đảng, pháp luật nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của đảng. Đảng viên Trần Nhật Duy nhập ngũ tháng 3 năm 2020, từ tháng 5 năm 2021, Nhật Duy được đơn vị tin tưởng tăng cường lên biên giới để cùng các lực lượng biên phòng, công an và dân quân thường trực làm nhiệm vụ tuần tra biên giới, ngăn chặn sự xuất nhập cảnh trái phép, góp phần giữ gìn an ninh biên giới, phòng chống sự lây lan dịch bệnh từ ngoại biên. Việc kết nạp nơi tuyến đầu chống dịch tạo động lực thúc đẩy tinh thần cách mạng, ý chí quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mỗi chiến sĩ. Từ đầu năm đến nay, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kết nạp được 13 đảng viên mới, trong đó có 5 đảng viên đứng vào hàng ngũ của đảng khi đang làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới. Với tinh thần xung kích tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ, những ngày qua, lực lượng đoàn viên thanh niên thành phố Tây Ninh hăng hái đăng ký tham gia và huy động sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm cho công tác phòng chống dịch. Anh Lê Tấn Phát, bí thư thành đoàn cho biết, Ban thường vụ thành đoàn đã triển khai quán triệt đến từng tổ chức đoàn, sẵn sàng phát huy sức trẻ, tích cực tham gia cùng chính quyền trong các hoạt động phòng chống dịch, đồng thời huy động người dân chung tay hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Anh Lê Tấn Phát chia sẻ, từ khi xuất hiện các ca nhiễm cộng đồng trên địa bàn, đoàn viên thanh niên ở địa phương rất tích cực tham gia công tác truy vết, trực chốt kiểm soát, vận động tối đa nguồn lực để hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ và người dân khu vực bị phong tỏa. Từ ngày 13 đến ngày 19 tháng 7, Thành đoàn thành phố Tây Ninh huy động 35 tình nguyện viên tham gia công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, nhiều hỗ trợ trực ở các chốt kiểm soát, lấy mẫu xét nghiệm, truy vết, tiêm chủng. Ngoài ra, thành đoàn còn trao 360 lít nước sát khuẩn và nhu yếu phẩm hỗ trợ khu cách ly trên địa bàn thành phố, huy động đoàn viên thanh niên hoàn thành 500 kính, chống giọt bắn, tặng ngành y tế và lực lượng làm nhiệm vụ ở các khu phong tỏa trên địa bàn. Trong điều kiện phòng chống dịch cấp bách và còn nhiều khó khăn, tinh thần tình nguyện xung kích vì cộng đồng của đoàn viên thanh niên thành phố Tây Ninh thật đáng trân trọng. Hơn lúc nào hết, khi mọi người hạn chế ra đường để bảo vệ chính mình, thì những bạn trẻ với màu áo xanh tình nguyện không ngần ngại lên đường, đi vào những nơi đang xảy ra dịch bệnh, sẵn sàng tiếp sức cho lực lượng tuyến đầu chống dịch vì sức khỏe cộng đồng. quý vị và các bạn vừa xem xong chương trình điểm tin tuần này của báo tây ninh online xin chào và hẹn gặp lại